Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Wow Barista. Mình là Tấn Anh, giảng viên của trung tâm. Ở những video lần trước á, thì Tấn Anh đã hướng dẫn pha chế cho các bạn những cái món thức uống hiện đại rồi. Thì ngày hôm nay á, Tấn Anh sẽ thay đổi một chút xíu. Đó chính là hướng dẫn pha chế cho các bạn, nhưng mà là cà phê thủ công. Nếu như mà cà phê đá, cà phê sữa đá hay là bạc xỉu á, được pha bằng phin á, là những cái món thức uống cà phê đã quá quen thuộc với chúng ta rồi phải không? Vậy thì ngày hôm nay á, Tấn Anh sẽ hướng dẫn cho bạn pha chế, nhưng mà sẽ sử dụng bộ dụng cụ pha V60. Vậy thì hãy cùng Tấn Anh bắt đầu video thôi nhé. Trước tiên á, thì Tấn Anh sẽ nói sơ lược qua về bộ dụng cụ pha chế này. Thì V60 á, là một cái bộ dụng cụ pha được sản xuất bởi công ty Hero Nhật Bản, là một công ty mà chuyên sản xuất về đồ thủy tinh. Thật ra thì công ty này đã cho ra đời cái bộ dụng cụ pha này vào khoảng năm 1950 rồi. Nhưng mà phải tới năm 2004 á, sau khi được tin chỉ là thiết kế thì nó mới bắt đầu phổ biến rộng rãi ra thị trường. Đây cũng là một trong những cái bộ dụng cụ pha chế cà phê mà Tấn Anh thấy khá là phổ biến ở trong những cái quán cà phê, đặc biệt là chuyên về cà phê specialty. Về cấu tạo á, thì bộ dụng cụ pha V60 này sẽ được cấu tạo bao gồm, đầu tiên chính là phễu pha. Phễu pha thì trên thị trường mọi người sẽ có nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như là gốm sứ, thủy tinh, thép không gỉ và cuối cùng á, là bằng nhựa. Ở bên trong phễu á, thì sẽ được cấu tạo bao gồm cái đường gân như thế này và cuối cùng á, là một lỗ chính giữa để chiết xuất cà phê thành phẩm nha. Ở phía dưới á, thì sẽ có một cái bình để cho các bạn đựng cà phê thành phẩm nha. Và cuối cùng không thể thiếu đó chính là giấy lọc. Thì giấy lọc á, sẽ được thiết kế có hình chớp nón như thế này và sẽ có nhiều size ở trên thị trường để cho các bạn lựa chọn. Ngoài ra thì sẽ có một vài những công cụ hỗ trợ trong quá trình mà tới pha nữa. Đầu tiên á, là một chiếc cốc để đong cà phê, một chiếc cân, một đồng hồ bấm giờ, một bình gót nước cổ ngỗng như thế này, và cuối cùng không thể thiếu đó chính là một chiếc máy xay cà phê cầm tay nha. Bây giờ thì Tấn Anh sẽ bước vào các bước pha chế nha. Thì V60 sẽ sử dụng cái kỹ thuật bua vờ, yêu cầu sự dứt khoát và đều tay của các bạn barista khi mà tiếp nước với bột cà phê ở bên trong phễu. Do đó các bạn cũng nên sử dụng cái hồ sơ rang xay làm sao cho nó phù hợp. Hôm nay á, thì Tấn Anh sẽ sử dụng cấp độ xay ở medium fine, nó sẽ tương tự giống như là các bạn pha phin nha. Về tỷ lệ thì Tấn Anh đang sử dụng tỷ lệ 1:15, tương đương với lại 20g cà phê và 300 nước ở nhiệt độ là từ 90 cho tới 96 độ C trong khoảng thời gian là từ 2 cho tới 3 phút. Bước đầu tiên á, thì Tấn Anh sẽ đem đi cân 20g cà phê. Sau đó thì Tấn Anh sẽ đi xay nó ra luôn nha. Tiếp theo là về giấy lọc. Thì thông thường đối với những cái phương pháp pour over thì sẽ có những cái loại giấy lọc đi kèm với lại những cái bộ dụng cụ đó. Bên tay phải của Tấn Anh á, là loại giấy lọc màu trắng tinh, là loại giấy lọc đã được qua tẩy rồi nha. Còn bên tay trái á, là loại giấy lọc có màu nâu nhạt hơn, là loại giấy lọc mà chưa được qua tẩy và cũng sẽ là loại giấy lọc mà Tấn Anh sẽ sử dụng trong ngày hôm nay. Tiếp theo á, thì Tấn Anh sẽ đi gấp mép giấy và cho vào trong phễu. Sau đó thì Tấn Anh sẽ dùng nước nóng để chén xung quanh giấy, giúp khử mùi gỗ và cũng như là làm ấm dụng cụ pha nha. Tiếp theo thì Tấn Anh sẽ cho cà phê đã xay của mình vào trong phễu nha.
Sau đó thì Tấn Anh sẽ sánh nhẹ lên cho bột cà phê được dàn đều bên trong phễu. Bây giờ thì Tấn Anh sẽ bỏ đi cái phần nước mà hồi nãy mình chén với lọc đi nha. Sau đó thì mình sẽ đặt cái bộ dụng cụ của mình lên trên cân. Với định lượng mà Tấn Anh đang sử dụng á, là 20g cà phê tương đương với lại 300ml nước, thì Tấn Anh sẽ chia ra thành 5 lần rót. Mỗi lần á, thì Tấn Anh sẽ sử dụng là 60ml nước và thời gian mỗi lần rót là 35 giây. Tùy vào hương vị của mỗi người khác nhau á, mà các bạn barista có thể thay đổi cách rót cũng như là định lượng nha. Rồi, vậy thì bây giờ Tấn Anh sẽ bắt đầu thao tác pha chế luôn nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bấm đồng hồ và bắt đầu rót dòng nước vô đúng 60ml. Các bạn lưu ý là mình sẽ nên rót cái vòng nó thật là đều tay để đảm bảo là cà phê của mình được thẩm thấu hết nha. Rồi, sau đó mình sẽ nghỉ. Sau khi mà hết 35 giây thì mình sẽ tiếp tục rót lần 2. Lại tiếp tục 60ml nước. Và các bạn sẽ cố gắng là mình sẽ lặp lại cái thao tác này thêm 3 lần nữa. Tiếp tục lần rót thứ 3. Lần rót thứ 4. Lần rót thứ 5. Cũng là lần rót cuối cùng. Sau đó thì các bạn sẽ để nước trong phễu rút hết á, thì mình sẽ kết thúc quá trình chiết xuất nha. Rồi, ok. Vậy là vừa rồi Tấn Anh vừa mới hướng dẫn cho các bạn pha chế cà phê bằng bộ dụng cụ pha V60. Các bạn có thấy dễ không nào? Hãy làm thử và cho Tấn Anh review ở phía dưới comment nha. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của WOW để đón chờ những cái video tiếp theo nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.